Vụ án nghe tên tuyệt đẹp ở Nhật Bản, tên là Alice, bởi vì nạn nhân gồm có 5 người và diễn ra một khoảng thời gian cách nhau nhiều năm, và bên thi thể của mỗi nạn nhân thì đều để lại một lá bài có số hiệu khác nhau và được viết lên đó dòng chữ Alice bằng chính máu của nạn nhân đó. Rất nhiều người ở những ngành nghề và đối tượng khác nhau, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tên hung thủ này, vì đặc điểm này mới có thể liên kết rằng hung thủ gây ra chỉ có một người. Chứ nếu mà soi xét lại thì những vụ án này hoàn toàn những nạn nhân xảy ra như hình thức lên bản thân mình. Có người thì bị móc cuống họng ra, có người bị băm nát xương thịt. Chính vì không bắt được hung thủ và mọi thứ quá man rợ giống như một ác quỷ gây ra, mà vụ án này nghi vấn thực chất chỉ là giả thôi. Đây đích thực là một câu chuyện Ruby Butter, một bài hát anime được nói lên từng đối tượng. Mỗi nạn nhân đều hát lên những câu hát về bản thân mình. Nghe rất kỳ quá nhưng sức hút của nó thì cực đẹp. Nhưng Alice là ai? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.